Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Liệu Tô Lâm có cứu Bí Thư và Chủ tịch Nghệ An không? Chiều tối 11 tháng 5, đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm dẫn đầu cùng Thượng tướng Lương Tam Quang về Nghệ An dự khai mạc lễ hội Làng Sen 2024. Lãnh đạo Nghệ An đón đoàn rất long trọng vì đây là dịp đặc biệt, khác hẳn với những lần trước. Thái Thành Quý và Nguyễn Đức Trung đã bị lộ hành vi nhận hối lộ, còn ông Tô Lâm thì gần như chắc chắn sẽ là tân chủ tịch nước, ông Lương Tam Quang sẽ là tân bộ trưởng Bộ Công an. Trong buổi tối ngày 11 tháng 5 và sáng ngày 12 tháng 5, khi tháp tùng đoàn về Kim Liên, quê Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quý và Trung đã vài lần buột miệng gọi ông Tô Lâm là chủ tịch. Cả hai cũng đã tranh thủ gặp riêng ông Tô Lâm tại khách sạn 5 sao Mường Thanh trên đường Quang Trung, thành phố Vinh để thanh minh thêm về những tin đồn gần đây, đồng thời thể hiện sự ủng hộ trung thành tuyệt đối lâu dài với ông Lâm. Hình ảnh từ trái sang phải Lương Tam Quang, Tô Lâm, Thái Thành Quý và Nguyễn Đức Trung tại Làng Sen. Đáp lại, ông Lâm tế nhị hứa hẹn xã giao và hướng câu chuyện sang mục đích chính của chuyến đi. Trung và Quý cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, thắp hương cho bác rất thành kính. Cả hai đều hiểu rằng nếu được ông Lâm ủng hộ thì sau này Bộ trưởng Quang cũng sẽ dễ dàng ủng hộ. Sự hồ hởi nhất thời đã khiến họ quên đi hình ảnh ông Trọng đã ôm ông Đinh La Thăng hay nắm tay ông Vương Đình Huệ thân tình như thế nào. Cả Quý và Trung đã nhận hối lộ với số tiền lớn của Phúc Sơn và Thuận An. Nếu không bị khởi tố như những trường hợp khác, ông Lâm sẽ mang tiếng là đánh đấm phe phái để tranh giành quyền lực, chứ không phải là thực thi công lý. Dù biết rằng kỷ luật lãnh đạo Nghệ An quê hương của Hồ Chủ tịch là điều rất phức tạp, bằng chứng là ông Nguyễn Xuân Đường, nguyên Chủ tịch Nghệ An, vẫn chưa bị khởi tố, dù có rất nhiều sai phạm mà Bộ Công an nắm rõ. Dù biết rằng Trung và Quý được hậu thuẫn bởi ông Nguyễn Sinh Hùng, đặc biệt là Hoàng Văn Chánh, đệ của ông Hùng, Tô Huy Rứa và những quan chức Nghệ An khác ở Trung ương hiện nay, nhưng không thể vì những lý do này mà để cho họ nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Làm như vậy, người dân Nghệ An nói riêng, cả nước nói chung sẽ mất niềm tin nghiêm trọng vào công lý và những người thực thi. Hình ảnh Thái Thành Quý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Thái Thành Quý trưởng thành từ đoàn thanh niên, Quý từng nổi tiếng là một tay cờ bạc có hạn, lấu cá, nham hiểm, đặc biệt là không hề có trình độ, chỉ chăm chăm vơ vét và xây dựng các mối quan hệ. Ngôi biệt thự xa hoa của Quý xây dựng trên lô đất hàng ngàn mét vuông ngay ngã tư Lý Tự Trọng, Trương Văn Lĩnh, thành phố Vinh cho thấy sự coi thường người dân và sự tham lam vô độ như thế nào. Ngôi biệt thự này còn to hơn biệt thự của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớt tại đường Nguyễn Sĩ Sách, thành phố Vinh do Đức Còi xây dựng. Biệt thự của Quý nằm ngay gần tòa nhà Lotte, quy mô cũng ngang ngửa, lối vào có lực lượng canh gác để hạn chế quay phim, chụp hình. Thời gian gần đây thì xã Cửa Lò đang khẩn trương sáp nhập vào thành phố Vinh. Quý vốn thân thiết với bà Phạm Thị Hồng Toan, bí thư thị xã Cửa Lò, tận dụng vơ vét những lô đất đắc địa nhất ở thị xã du lịch ven biển này. Quý và Trung cũng dành sự ủng hộ can thiệp tối đa cho Nguyễn Đức Chi, chủ tịch công ty Crystal Bay để đầu tư về Cửa Lò. Hình ảnh Nguyễn Đức Trung, chủ tịch Nghệ An. Chắc không cần nói ai cũng biết rằng sau sự ủng hộ đó là gì, người ta chỉ không biết về con số khủng đến như thế nào. Nguồn tin nội bộ cho hay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Cửa Lò Doãn Tiến Dũng và trưởng phòng Tài nguyên Môi trường Phan Công Đối đã bị câu lưu để điều tra. Sắp tới đây thị xã Cửa Lò sẽ tan hoang, không phải vì sáp nhập vào thành phố Vinh mà tan hoang vì hệ lụy từ sự ra đi của Vương Đình Huệ. Hồ Đức Phớt sẽ vô cùng đau khổ và sợ hãi một khi các chiến hữu thân thiết của mình như Nguyễn Chí Nguyện, Võ Văn Hùng hay Đức Còi sẽ lần lượt ra tay vào còng. Một khi Đức Còi bị bắt, ông Nguyễn Hữu Cầu hẳn sẽ buồn lòng. Nhưng ông cũng được an ủi vì đối thủ đã giành mất chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, vốn tưởng thuộc về ông Thái Thành Quý, cũng sẽ phải trả giá. Chúng tôi sẽ lần lượt có bài nói về những công ty thường xuyên trúng thầu các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đặc biệt là các công trình giao thông và y tế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Liệu Tô Lâm có cứu Bí Thư và Chủ tịch Nghệ An không? Thế lưỡng nan của đảng đối với việc cho phép công đoàn độc lập hoạt động. Ngày 9 tháng 5, báo chí nhà nước đồng loạt đưa tin Công an Hà Nội khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Bình, vụ trưởng vụ pháp chế thuộc Bộ Lao động Thương binh Xã hội, về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Những bản tin cực kỳ ngắn gọn, rập khuôn và không cho biết ông Bình đã có những hành vi vi phạm pháp luật cụ thể nào.
hình ảnh ông Nguyễn Văn Bình. Tuy nhiên, điều kỳ lạ nằm ở chỗ trước đó 3 ngày, ngày 6 tháng 5, tổ chức Project 88 tố cáo rằng ông Nguyễn Văn Bình đã bị công an Việt Nam bắt giữ từ giữa tháng 4 nhưng không công bố. Nghĩa là ông Bình đã bị bắt giữ khoảng 20 ngày trước khi công an công bố thông tin, và nếu thông tin ông bị bắt không bị Project 88 tố ra thì có lẽ công an sẽ còn tiếp tục che giấu. Điều kỳ lạ còn nằm ở chỗ ông Bình rõ ràng là một quan chức, nhưng ngay sau khi tin ông bị bắt lộ ra thì hàng loạt các tổ chức quốc tế đã lên tiếng. Tổ chức công bố thông tin ông bị bắt, Project 88, cũng là một tổ chức bảo vệ nhân quyền cho người Việt. Và cũng không thấy người dân nào hân hoan cười cợt trước tin ông bị bắt, hoàn toàn trái ngược với thái độ thường thấy của dân khi thường xuyên rủ nhau khui bia ăn mừng mỗi lần có quan chức nào đó ngã ngựa. Điều này cho thấy ông Bình không phải là quan tham, và vụ bắt giữ ông có dấu hiệu của sự đàn áp, tương tự vụ bắt giữ ông Lưu Bình Nhưỡng. Vậy ông Nguyễn Văn Bình là ai? Báo chí quốc tế gọi ông là nhà cải cách lao động. Vâng, đúng thế, ông là một nhà cải cách và ông đang nỗ lực để cải thiện điều kiện làm việc của công nhân khi thúc đẩy Việt Nam phê chuẩn Công ước 87 của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO. Nếu công ước này được thông qua, người lao động Việt Nam sẽ được quyền thành lập công đoàn độc lập của họ để bảo vệ quyền lợi cho chính họ. Và đây có lẽ là điều khiến nhà cầm quyền chướng mắt nên đã quyết định bỏ tù ông. Cân nhắc lại, một trong các yếu tố theo tiêu chuẩn của luật pháp Mỹ để công nhận một nền kinh tế thị trường đó là mức độ và mức lương được xác định bằng sự thương lượng tự do giữa người lao động và cấp quản lý. Hình ảnh công nhân Việt Nam. Mở rộng ra, sẽ không chỉ là chuyện tiền lương mà còn là các quyền lợi, phúc lợi, chế độ làm việc, môi trường làm việc khác. Thậm chí là những điều tưởng như cực kỳ nhỏ nhặt nhưng lại rất quan trọng đối với người công nhân. Ví dụ, quy định về việc đi vệ sinh trong giờ làm việc, tất cả sẽ được thương lượng tự do giữa người lao động và giới chủ. Nhưng người lao động, những người làm thuê ở vị thế thấp hơn, làm sao có thể thương lượng tự do với giới chủ? Công đoàn độc lập chính là giải pháp cho họ. Chúng ta thấy, trong nội dung của Hiệp định Tự do Thương mại EU Việt Nam EVFTA hay Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, sau đổi thành Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, đều có những điều khoản quy định về việc các nước thành viên phải cho phép công đoàn độc lập hoạt động mà không cần xin phép. Những điều này cho thấy tầm mức quan trọng của công đoàn độc lập trong một nền kinh tế hoạt động theo các quy tắc thị trường tự do. Tuy nhiên, nhà cầm quyền Việt Nam lại không ưa điều này. Các chính thể độc tài có xu hướng kiểm soát người dân, kiểm soát xã hội, bởi họ sợ nếu để cho dân tự do thì khó cai trị, khó điều khiển theo ý muốn của họ. Cộng sản cũng không khác. Vì vậy, công đoàn độc lập hoặc các hội nhóm độc lập, dù chỉ là một nhóm nhỏ tụ tập chơi thể thao, cũng sẽ làm cho họ khó chịu. Hình ảnh đảng trưởng sức tàn lực yếu nhưng vẫn kiên định với chủ nghĩa xã hội. Hơn nữa, bằng kinh nghiệm từ chính lịch sử đảng với phong trào Xô Viết nghệ tĩnh, cách mạng tháng 8, v.v., đảng đã thành công qua việc lôi kéo quần chúng và giới công nhân biểu tình, cướp chính quyền. Thế nên họ lo sợ, họ e ngại. Một khi cho phép công đoàn độc lập hoạt động thì nguy cơ cách mạng màu, nguy cơ diễn biến hòa bình sẽ xảy ra. Và đảng phải bóp chết nguy cơ đó từ trong trứng nước, bóp từ nhà cải cách làm việc cho đảng đến những người bất đồng chính kiến hay dân biểu ngữ ngoài đường. Tuy nhiên, đảng gặp phải một nan đề lớn. Nếu không để cho công đoàn độc lập hoạt động, Mỹ và phương Tây sẽ không công nhận nền kinh tế thị trường cho đảng. Hàng hóa Việt Nam qua Mỹ vẫn bị áp thuế chống phá giá, vẫn bị kiểm soát nghiêm ngặt. Nhưng nếu công nhận thì chả lẽ lại tạo cơ hội cho cái đám phản động này nhảy nhót trên mặt đảng hay sao? Quả thực đảng đang ở vào một thế cờ bí, nhất là vụ bắt ông Nguyễn Văn Bình ngay trước phiên điều trần của Bộ Thương mại Mỹ bị lộ, mà phiên điều trần này lại mang tính quyết định đối với việc Mỹ có công nhận nền kinh tế thị trường cho Việt Nam hay không, trong khi cuộc vận động của Việt Nam đang vấp phải nhiều sự phản đối tại Mỹ. Giả như Project 88 đừng có chọc gậy bánh xe, giả như vụ bắt ông Bình có thể giấu kín đến sau phiên điều trần, chẳng phải đảng có thể thoát được thế lưỡng nan này hay sao? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Thế lưỡng nan của đảng đối với việc cho phép công đoàn độc lập hoạt động. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d